Trước mắt là cơ may mà Ngạo Gia chúng ta mong chờ suốt 100 năm qua. Con không thể bỏ cuộc Thiên Nhi. Thật không ngờ một tuyệt thế hảo kiếm có thể xưng bá võ lâm, nhưng không có ai chịu hy sinh cho cây bảo kiếm đó. Hey, thật là đáng tiếc. Tuy trên đời có tuyệt thế hảo kiếm, nhưng người đời đều là bọn vô dụng, không xứng đáng với binh đao thần. Từ nay kiếm trên thiên hạ sẽ do ta đứng đầu. Nhất định phải lấy kiếm. Quýnh về trả thù. Quýnh cho rằng làm như vậy có xứng đáng không? Nghĩ sao tôi có thể trả thù được? Làm gì cũng xứng đáng. Khách quan, võ đao của ngài đã rèn xong. Cảm ơn. Lên. Làm cái gì mà dữ vậy? Lên đi. Thiên hạ hội tỏ ra khẩn trương. Không lẽ họ đã phát hiện tung tích của Dân Sư huynh hay sao? Thế lực của thiên hạ hội sẽ ngày càng lớn mạnh. Nhất công tử nên cẩn thận. Huynh biết tôi là ai à? Ừ. Hùng Bá báo cáo thiên hạ, hắn đòi truy nã ngài và bộ kinh dân. Chuyện này ai nấy cũng đều biết. Nếu báo tin sẽ có thưởng. Ông chủ, tại sao huynh còn kêu tôi cẩn thận? Hey, cái thứ tiện vô lương tâm ấy tôi không có thèm. Để tôi yên tâm rèn sắt sống qua ngày còn hơn á. Hey, người là ai đó? Tại hạ là Diếp Phong, tới Quý Trang để tìm bộ kinh dân. Hôm nay bái kiếm sơn trăng không tiếp ai hết. Cút đi. Quý Trang cũng xem như là có tiếng tăm, nhưng lại tiếp khách như vậy sao? Thật quá quan đường. Diếp Phong cần gặp bộ kinh dân ngay. Xin phép. Tôi ngửi thấy mùi tanh của máu. Có phải các hạ đã bị thương không? Đúng vậy. Cậu đi lại như ngọn gió, trông nét mặt đầy khí phách bất phàm. Tôi nhìn thấy cậu còn trẻ như vậy mà lại có bản lĩnh như thế này, quả thực là không đơn giản. Trông các hạ bị thương khá nặng, ông cứ ăn quả này vào rồi sẽ trị thương, như vậy sẽ khỏi ngay. Hả? Quyết Bồ Đề, từ đâu cậu có vậy? Một nơi mà con người không nên tới. Nghe nói Quyết Bồ Đề này mọc tại một nơi rất sâu và kín đáo. Đây là loại quả quý hiếm, được mọc lên bởi máu của quả kỳ lân đã nhỏ xuống. Nó có thể trị được nội thương, không bị thương thì tăng thêm công lực. Trên giang hồ chỉ nghe tên nhưng chưa từng được thấy. Hôm nay tôi được phúc tên soi rồi, cho nên mới được quả này. Chúng ta không hề quen biết nhau. Cậu cứu tôi như vậy có ý gì? Cứu một bạn người hơn là xây bệ cảnh chùa, đâu có dụng ý gì đâu. Xin lỗi, tại hạ bận tìm một người, cáo từ. Khoan đã. Người mà cậu cần tìm có phải là bộ kinh dân không? Đúng vậy. Huynh ấy là sư huynh của tôi. Tôi tìm huynh ấy có chuyện cần. Nếu như tôi đoán không lầm, cậu chính là Nhiếp Phong. Được. Xưa nay tôi không muốn nhận ân huệ của bất cứ ai. Để tôi chỉ đường cậu đi. Bộ kinh dân đang ở Hồ Kiếm, hắn đang gặp nguy hiểm đó. Cậu hãy mau đi cứu hắn đi. Cảm ơn các hạ đã chỉ dẫn. Ông nổ à, huynh định làm gì? Đây là áo chống nhiệt, chúng tôi khoác trong lúc rèn kiếm, có thể chống nhiệt. Nếu như cho bộ kinh dân khoác vào
sẽ giúp cô ấy dễ chịu hơn. Bộ kinh dân, huynh thấy đỡ hơn không? Lúc tôi lấy kiếm bị lửa táp vào, không ngờ gì chị mà đã thông tam tiêu quyền quan, vì quả được phước. Trung Mi ôm nổ, hai người định giúp người ngoài định làm phản à? Thiếu chủ nhân, Trung Mi cho rằng tinh thần hy sinh cho kiếm như bộ kinh dân, lòng dũng cảm đó thật đáng kinh phục. Tổ tiên của Ngạo gia có ơn với bà thế hệ của họ Chung và họ Ôn, cho nên chúng tôi cố gắng hết mình để rèn binh đao thần. Nay binh đao thần đã được rèn xong, còn về chuyển kiếm sẽ thuộc về ai không phải là chức trách của chúng tôi. Khốn kiếp, các người nói binh đao thần đã được rèn xong, tại sao ta không thấy chứ? Thực ra Trực Thế Học Kiếm hiện đang ở đâu? Các vị, cái mà bộ kinh dân vừa nắm được là hồn của cây kiếm, đó chính là nguồn quy lực của nó. Nhưng sau khi nổ tung, nó đã tan ra và hòa nhập với một trong những cây kiếm đen. Thật ra khi nào mới là Trực Thế Hảo Kiếm, xin các vị hãy tự tìm lấy. Chung Mi, có phải ai tìm được Tuyệt Thế Hảo Kiếm trước thì bảo kiếm sẽ thuộc về người đó không? Đúng vậy, ai là người tìm thấy nó trước thì sẽ là chủ nhân của nó. Bổn thiếu gia xuất thân từ gia tộc rèn kiếm, từng thấy vô số bảo kiếm, ta nhất định sẽ tìm được Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Chung Mi, Thiên Nhi tìm như vậy không khác nào mò kim đáy bể. Người là thợ rèn kiếm nhất định sẽ nhận được đặc trưng của nó. Trên đời có Bá Lạc, sau đó mới có Thiên Lý Mã. Thiên Lý Mã dễ tìm, còn Bá Lạc thì không. Tuyệt Thế Hảo Kiếm y như tuấn mã ngàn dặm, trải qua rèn luyện trăm năm, không ngừng chờ đợi Bá Lạc của nó. Ngạo phu nhân, thiếu chủ nhân có tìm được kim hay không, tất cả đều là ý trời. Cây kiếm này bén hơn tất cả, lấp lánh phát ra tia sáng. Bộ thiếu gia đã tìm được rồi, ta đã tìm được Tuyệt Thế Hảo Kiếm rồi. Cây kiếm như vậy mà dám mệnh danh là Tuyệt Thế Hảo Kiếm à? Tia sáng chói mắt, binh đao thần chờ đợi trăm năm cuối cùng đã chờ được Bá Lạc. Kiếm mà, Tuyệt Thế Hảo Kiếm tuyệt đối không thể để rơi vào tay của kẻ khác, mau lấy lại. Được. Ngạo phu nhân, nhưng mà sau khi xong việc này bà phải lấy tôi. Người quỳ hiếp ta. Tôi biết dù sao đi nữa cũng không giành được tình cảm của bà, cho nên giành được thể xác của bà cũng hơn không. Thế nào, Ngạo phu nhân? Được, ta hứa với người. Được, phu nhân đã hứa như vậy, vậy thì lão phu sẽ làm xong vụ này. Bộ kinh dân, giao trả Tuyệt Thế Hảo Kiếm này. Sư sở. Bộ đại ca. Bộ kinh dân, bị bỏ kiếm xuống, nếu không ta giết cổ. Ngạo Thiên, tại sao bé kiếm Sơn Trang đi dùng thủ đoạn bị ổi như vậy? Thả quay ngay. Nếu bé kiếm Sơn Trang cũng có cây kiếm này thì không thể hưng thịnh được, cho nên ta quyết lấy cho bằng được. Bộ kinh dân, hãy nhớ lấy, cậu nắm chắc lấy kiếm xem như là nắm chắc mạng sống. Ngạo Thiên sẽ không tha cho cậu đâu. Cậu có chừng mất cả kiếm lẫn mạng sống, cậu tuyệt đối không thể bỏ kiếm được. Đúng vậy, bộ đại ca, huynh vì cây kiếm này mà mất hết tất cả. Cây kiếm này còn quan trọng hơn cả mạng sống của huynh. Đương nhiên nó cũng quan trọng hơn muội. Huynh không cần lo cho muội. Bộ đại ca, huynh đừng bao giờ bỏ kiếm xuống. Đừng.
Kiếm thần, hãy dẫn sư sở đi khỏi đây trước đi. Không được, bộ đại ca, muội ở lại với huynh. Sư sở, cô nghe lời tôi, đi đi. Không được. Đi, chúng ta đi khỏi đây. Đi. Đừng. Nhanh lên. Bộ đại ca. Muốn chạy hả? Ôi. Đi nữa tôi cũng phải cứu bà. Ngạo phu nhân, ngạo phu nhân. Đây là phần quà ta tặng cho ngươi. Phần quà này ta đã chuẩn bị nhiều năm nhằm đền đáp công lao của ngươi đối với Ngạo gia. Ngươi hãy nhận lấy đi. Ngạo phu nhân. Huynh buông tay ra đi. Huynh không biết là nam nữ thọ thọ bất thân hay sao chứ. Sao sao cô nương à, mong cô hiểu cho tình thế nguy ngập. Tôi chỉ nghĩ đến chuyện đưa cô đến chỗ an toàn, cho nên không nghĩ đến chuyện xúc phạm hay là thất lễ. Không được, tôi phải đi tìm bộ đại ca. Nè sơ sở, cô đến đó ngược lại chỉ làm cho huynh ấy thêm phần lo lắng, không thể tập trung đối kháng. Nếu huynh ấy giao cô cho tôi, tôi cần phải làm tròn trách nhiệm giúp cô thoát khỏi nguy hiểm. Tôi không cần đâu, tôi không đi đâu hết. Tôi phải quay về tìm bộ đại ca. Bây giờ huynh ấy đang gặp nguy hiểm, tôi không thể bỏ huynh ấy ở lại một mình được. Kiếm thần, huynh thật là quá đáng. Quynh mau giải nguyệt cho tôi ngay. Mau giải nguyệt đi. Sao sợ cô đương, xin mạo phạm. Quynh không đau hả? Đau chứ, tôi cảm thấy rất đau. Nhưng mà nếu như cắn tôi mà có thể làm cho cô hả dạ, vậy thì cô cứ cắn đi. Không thể để cho ngươi giành được tuyệt thế hảo kiếm. Chủ nhân và cây kiếm đã hòa nhập làm một, tâm kiếm liên kết, kiếm có thể cảm ứng được nguy hiểm của chủ mà cứu cậu ấy. Dương sư huynh, huynh vẫn khỏe chứ? Phong sư đệ, là đệ à? Sau khi chia tay tại thôn Phụng Khê đã được vài tháng, mắt của đệ... À, không sao, đệ được quý nhân giúp đỡ, đệ đã hồi phục rồi. Thật không ngờ, mỗi khi ta gặp nguy hiểm, đệ được đệ cứu thoát. Có lẽ là tại chúng ta có duyên thôi. Có duyên? Những ai có duyên với ta đều không có kết quả tốt. Ai nấy cũng đều chết thê thảm, rất thê thảm. Người chết rồi không có gì đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là sống không có giá trị, sống dở chết dở. Sống dở chết dở. Dương sư huynh, huynh bị thương khá nặng, mau nuốt lấy quả quyết bộ đề này đi. Quả này có lợi cho sức khỏe của huynh,
Bỏ nuốt lấy đi. Phong sư đệ, những đau khổ và gian nan mà sư đệ ta đã gặp đều được đệ giải thoát. Nhưng mà nếu đệ cứ đi theo ta mãi, ta sẽ liên lụy đến đệ. Đệ không ngại điều đó đâu. Nhưng sư huynh, xưa nay đệ luôn xem huynh như người thân, đệ chấp nhận cùng huynh gánh vác và đương đầu với mọi đau khổ và gian nan. Tôi không đi, bộ đại ca chưa về, tôi sẽ không bỏ đi đâu. Sao sợ cô nương? Bộ kinh dân đối với cô thật sự quan trọng như vậy sao? Có thể bất chấp cả mạng sống của mình à? Nếu như tôi mất bộ đại ca, tôi sẽ sống như một cây xác chết không hồn. Tôi nhất định phải chờ huynh ấy, tôi không bỏ đi. Sao sợ cô nương? Tôi hy vọng tôi là bộ kinh dân. Kiếm thần đại ca, ý huynh nói ý của tôi muốn nói, tôi hy vọng là có được một cô gái đối xử với tôi tốt như cô đối với một kinh dân vậy. Lúc duyên phận đến, tự nhiên sẽ có một cô gái như vậy xuất hiện trước mặt huynh. Bộ kinh dân lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, xưa nay huynh ấy đều kính đáo như vậy. Tôi đang nghĩ liệu huynh ấy có hiểu được tình cảm của cô dành cho huynh ấy hay không? Tôi chỉ thương người mà tôi thương. Cho dù không được đáp trả bằng tình cảm, tôi cũng không oán trách ai hết. Nhưng sau đó nghĩ lại, huynh ấy có thể vì cô mà bỏ kiếm, đủ chứng tỏ huynh ấy rất xem trọng cô. Bộ đại ca là người rất xem trọng lời hứa. Huynh ấy làm như vậy là để giữ đúng lời hứa đối với cha tôi và đối với tôi. Sao sợ? Có thể từ bỏ tuyệt thế hảo kiếm phải đổi bằng mạng sống, không chỉ đơn giản như giữ lời hứa đâu. Tôi cho rằng hình như huynh ấy không vô tình như cô nghĩ. Thật sao? Có thật như huynh đã nói không? Cô có thể đi hỏi huynh ấy. Cô hỏi huynh ấy sẽ biết rõ là thật hay giả. Nhưng cô cần phải giữ lại mạng sống, như vậy mới có cơ hội. Cho nên cô cần phải đi theo tôi, tìm chỗ an toàn để chờ bộ kinh dân trở về. Huynh đừng có gạt tôi nữa. Huynh chỉ muốn lấy bộ đại ca làm cớ thôi. Sự thật là huynh muốn thuyết phục tôi đi khỏi đây. Kiếm thần đại ca, tôi vô cùng cảm ơn huynh, nhưng mà tôi đã quyết tôi sẽ không bỏ đi trong lúc này đâu. E rằng bây giờ cô muốn đi cũng không được nữa rồi. Tiên Lâm! Tiên Lâm! Đứng rồi! Đừng để họ chạy thoát, trở tay mau. Bộ đại ca, bộ đại ca. Kiếm thần, huynh hãy đưa sư sở đi khỏi đây ngay. Cứ giao cho tôi chuyện với Phong xử lý được rồi. Dương sư huynh, xem ra chúng ta cần phải đánh nhanh rút lẹ. Các người mau tránh ra, tôi phải sử dụng thuyết ẩm. Nghe đi, tất cả hãy tránh ra, nếu không chỉ có chết mà thôi. Im đi. Các cửa có cánh cũng khó mà bay khỏi. Hãy xuôi tay chịu chết đi. Được, chỉ tôi định phải ra tay giết người. Tôi nhắc lại một lần nữa, hãy tránh được để giữ lấy mạng sống. Khoan đã, bọn họ chỉ là những kẻ làm theo lệnh, chứ không phải người gây ra tội ác. Tôi không đáng chết. Xin huynh hãy rút đao lại. Lúc trước tôi cũng nhân từ như huynh.
Nhưng có nhiều sự việc cần giải quyết theo cách của giang hồ. Các cường còn đứng đây làm gì? Trả tay đi. Cách của giang hồ là dùng máu để giải quyết vấn đề, không còn chọn lựa khác. Hay cho cách giang hồ kia, thật là quá tàn nhẫn. Tại sao Nhiếp Phong vẫn còn sống? Bộ đại ca, huynh có sao không? Bộ đại ca, huynh thấy sao rồi? Huynh cần phải kiên trì đó. Bộ Kinh Dân, ta có thể nhìn thấy được người trải qua nhiều trận ác liệt này đã gần như kiệt sức. Nếu như ngươi đồng ý giao tuyệt thế hảo kiếm trong tay ra, chúng tôi sẽ tha chết cho các ngươi. Để tôi. Hai cô ngang ngược từ cao kia, cho dù hôm nay Hùng Bá cũng phải người tới đây, chúng tôi cũng sẽ tìm ông ấy để đòi nợ thôi. Hai tên phản bội kia muốn gặp Hùng Ba chủ thì phải qua đường ải của chúng tôi. Lên. Phản bội. Sư huynh, hãy thả Phó Văn Vũ ra, nếu không Tần Sương sẽ mất mạng. Ta có hai con tin, ngươi chỉ có một. Ngươi muốn làm gì đây? Được, ta thả hắn. Ngươi hãy thả Phó Văn Vũ của chúng tôi. Sư huynh, tay của huynh. Đôi là sự bình an của hai đệ, một cánh tay cũng chẳng đáng gì. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta bị Hùng Bá đánh gãy tay. Hùng Bá tống giam ta, nhằm lợi dụng ta để uy hiếp hai đệ. Bây giờ ta đã được thả. Vì chúng tôi mà huynh phải chịu khổ. Ta một lòng muốn giúp hai đệ, bây giờ đối với ta chỉ còn lại hai đệ mà thôi. Bây giờ hai đệ chính là điểm tựa giúp ta kiên trì cuộc sống. Bồ đại ca, huynh thấy sao? Bồ đại ca. Ai đã cứu họ về đây vậy hả? À? Chính tôi đã cứu thoát họ. Đoạn Lãng, ngươi quên rằng ngươi là kẻ phản bội của Thiên Hạ Hội sao? Hôm nay ngươi ngang nhiên cứu người của Thiên Hạ Hội rồi dẫn về đây. Ngươi có dụng ý gì hả? Hùng Bá ban chủ quá lo lắng thôi. Trên giang hồ không có tình bạn vĩnh cửu, ngược lại cũng không có kẻ địch suốt đời. Hai vị ai tướng năm xưa như Nhiếp Phong và Bộ Kinh Dân, nay là kẻ phản bội bị Thiên Hạ Hội truy đuổi ráo riết. Còn tên phản bội lúc xưa như tôi đây cũng có thể trở thành tướng lĩnh của Thiên Hạ Hội. Có đúng vậy không? Đoạn Lãng à, nói vậy có nghĩa là người chê cười Thiên Hạ Hội không còn nhân tài nữa hay sao? Ban chủ quá nặng lời rồi. Chim quý chọn cành mà đậu, hiền thần chọn chủ mà theo. Đoạn Lãng này tin rằng Hùng ban chủ cũng biết thiên lý mã như bá lạc vậy. Tên kia định chọc giận ta,
dám giở trò này về lão phu. Mới vắng một thời gian đã khác hẳn rồi đó. Vậy thì cậu hãy ở lại đây cùng với lão phu tiêu diệt Phong Vân. Tạm thời tôi cho cậu nhậm chức đương chủ Thần Phong Đường. Nay mai chức phó ban chủ sẽ thuộc về cậu. Đúng là một con cáo già. Cảm ơn ban chủ đã tin cậy, thuộc hạ xin tuân lệnh. Phong thiếu gia đến lượt cậu rồi. Tiểu Ngọc, tôi đã từng nói bao nhiêu lần rồi, cậu không được ăn con mã của tôi mà. Đại tiểu thư à, nếu tôi không ăn mã của cô như vậy, tôi sẽ hết cờ thôi. Giả lại, tôi có ăn tướng của cô đâu. Tôi đã dặn cô gọi bằng Phong thiếu gia, tại sao cô lại quên chứ? Trả con mã cho tôi, chúng ta đánh tiếp nhân khác. Hạ thủ bất hoàng đại trượng phu, Phong thiếu gia là trượng phu giả. Tôi đã nói rõ từ đầu rồi, mã đại diện cho Phong thiếu gia. Cô có giỏi thì ăn con tướng của tôi đi, nhưng mà dù sao tôi cũng phải lấy con mã của mình đã, có hiểu không? Trời ơi, không biết đánh cờ kiểu gì nữa đây. Cô không ngờ đại tiểu thư vẫn còn chơi trò giả dạng nhiếp phong. Đoạn Lãng, sao huynh lại ở đây? Chẳng lẽ huynh chưa hả dạ định ám sát cha của tôi à? Đại tiểu thư được hiểu lầm tôi. Lần trước được đại tiểu thư ra tay giúp đỡ, cho nên tại hạ mới thoát chết. Còn lần này Đoạn Lãng đến đây không phải vì hành động dại dột ấy. Vậy thì tốt. Nhưng mà có điều tôi lại không hiểu, tại sao huynh lại dám đi vào trong vườn hoa? Chẳng lẽ huynh không sợ bị người khác phát hiện hay sao? Tại đại tiểu thư không biết đó thôi. Tôi đã được cha của cô cho phép trở về đây để góp sức cùng thiên hạ hội, cho nên sau này sẽ có nhiều dịp được gặp lại đại tiểu thư đây. Hả? Quynh có thể trở về thiên hạ hội? Còn Nhất Phong thì sao? Nhất Phong có trở về đây không? Đã lâu Nhất Phong không có liên lạc với tôi. Tôi cũng đang tìm Quynh ấy. Cho thiên trì sát thủ đối phó với Phong Vân không khác gì là nộp mạng. Ban chủ có phải vì phi ngôn của Nê Bồ Tát cho nên ban chủ mới làm như vậy hay không? Đoạn Lãng, tại sao cậu lại biết về phi ngôn của Nê Bồ Tát vậy? Sự thật là trong một năm qua, ba vị đường chủ của thiên hạ hội đều phản bội ông, thân tín trở thành kẻ thù. Trong thiên hạ hội ai cũng bàng hoàng. Tiếng đồn ngoài giang hồ đủ cách nói hết. Tôi được trưởng thành trong thiên hạ hội, biết rõ giang sơn kiên cố của ban chủ, đều nhờ vào quyền, chưởng, cước, tam tuyệt mà dựng lên được. Phong Vân vốn chưa từng vì thiên hạ hội làm được gì. Nếu như họ không được ban chủ nâng đỡ thì khó mà lên chức đường chủ. Giá lại võ công của họ được ông dạy bảo cho. Ban chủ, tại sao ông lại sợ họ? Đó là vì ông quá tin vào mệnh lý, cho nên mới nhút nhát như vậy. Làm việc không được dứt khoát, thử hỏi làm sao có ai phục. Đoạn Lãng, cậu thật là to gan. Với vai trò đường chủ Thần Phong Đường, cậu nói như vậy là ý sao? Ban chủ bất giận, xưa nay tại hạ rất ngưỡng mộ uy danh của ông, cho nên lần này thừa cơ hội cứu thoát qua, xin phép ban chủ cho tôi được trở về góp sức cho thiên hạ hội. Nhưng mà tôi cũng xin mạn phép nhắc nhở ông, không nên quá tin mệnh lý mà do dự khó quyết, vì chi mất cơ hội. Đoạn Lãng, thiên hạ hội là do một tay lão phu sáng lập, ai dám động đến nó sẽ chết. Với lại lão phu đã luyện thành cực điểm của tam phân quy nguyên khí từ lâu. Nếu như Phong Vân dám chống lại thiên hạ hội thì nhất định phải trả giá. Tại sao lão phu phải sợ? Lời nói gì rồi là lời trung thành của tại hạ đối với thiên hạ hội. Nếu như có gì sơ suất, mong ban chủ tha lỗi cho. Tham kiến ban chủ. Các người đến thật đúng lúc. Ta đang định tuyên bố với các người
ta đã phong Đoạn Lãng làm đường chủ của Thần Phong Đường, và cậu ấy sẽ là thành viên trong hội của chúng ta. Ban chủ anh minh, chúc mừng ban chủ, hoan nghênh đoàn đường chủ trở về với thiên hạ hội. Cảm ơn, cảm ơn. Sau này mong được phó ban chủ và từ đường chủ chỉ giáo cho. Xem ra vết thương của phó ban chủ đã hồi phục rồi. Đúng rồi, chúng tôi thành thật cảm ơn đoàn đường chủ đã ra tay cứu mạng. À, không có chi. Đúng lúc đi ngang, đoàn mổ không thể thấy chết mà không cứu. Xem như là chúng ta có duyên. Ban chủ, về trận đấu với Phong Vân thuộc hạ. Đã bại thì thừa nhận đi, đừng có viện cớ nữa. Về chuyện đối phó với lại Phong Vân thì từ nay về sau sẽ giao lại cho Đoàn Lãng. Hai cô hãy ở lại trong hội, giúp tôi phụ trách huấn luyện hội viên mới gia nhập. Tuân lệnh. Có thật là hai cô sẽ giúp hắn huấn luyện hội viên mới không? Tên lão già đó qua cầu rút ván, thật là hiếp người thái quá mà. Tức thiệt, sau khi cho phép Quả Lưng Kiếm Đoàn Lãng trở về thì lập tức loại chúng ta ra khỏi cuộc như vậy, xem chúng ta không ra gì. Đừng có lải nhải nữa mà. Hai cô có thể nhìn được hắn, còn tôi thì không đâu. Hay là chúng ta lập tức rời khỏi hội này, sau đó triệu tập võ lâm cao thủ để chính đốn lại thực lực của thiên trì sát thủ chúng ta. Câm miệng đi, người chẳng hiểu gì cả. Người cho rằng tên Đoàn Lãng ấy có thể quay phong được bao lâu chứ? Sau này chưa chắc ai hơn ai, người không nên vội vã làm gì. Đoạn đường chủ, tôi đã thu dọn xong rồi, xin hỏi cậu có điều gì dặn dò? À, không có. Cô hãy ra ngoài đi, khi nào cần tôi sẽ gọi. Dạ. Đoạn đường chủ, Quynh ở đây có quen hay không? Tốt thôi, cảm ơn phó ban chủ đã quan tâm. Chẳng hay phó ban chủ có điều gì dặn dò? Không dám, ban chủ đã tuyên bố rõ ràng, đoạn đường chủ trực tiếp nghe lệnh của ba chủ, không cần thông qua chúng tôi. Chúng tôi đã mang bình rượu ngon được cất giữ lâu năm cho đoạn đường chủ thưởng thức, để cảm ơn Quynh đã cứu mạng chúng tôi. Chẳng đáng kể gì, phó ban chủ không nên nhắc đến. Đoạn đường chủ ra tay đã quá dễ dàng, giành được chức đường chủ của thiên hạ hội như ý muốn của mình, xem như là Quynh đã gặp may mắn rồi. Thời thế tạo anh hùng, tôi cho rằng Hùng ban chủ là kẻ biết điều. Nếu như ông ấy không hợp tác với tôi, chẳng lẽ để yên cho bọn sát thủ bại trận tiếp tục trổ tài, khác nào quỷ mất bát nghiệp cả đời của ông ấy sao? Đoạn đường chủ, làm người sợ nhất là làm sai. Thà đơn thân độc mã sống giữa thiên hạ, còn hơn là chịu sự bố thí của cái gian. Câu nói này rất có thành ý, tôi chấp nhận được. Hy vọng sau này sống tại thiên hạ hội được phó ban chủ thường xuyên nhắc nhở. Nếu nói như vậy, đoạn đường chủ không định quay đầu lại hay sao? Tôi đã lên bờ rồi. Tôi từng nghe nói con hươu cao cổ rất thích ăn lá non ở trên cành, nhưng lá non đã mọc quá cao, cuối cùng thì con hươu cũng không ăn được. Có kẻ lắm chuyện đã chặt đầu hươu cao cổ mang treo trên cành cây. Hắn còn cho rằng con hươu sẽ được ăn lá non suốt đời, và cuối cùng con hươu cao cổ đã bị chết và cây cũng không có lá non luôn. Con hươu cao cổ ấy thật là quá ngu ngốc. Nếu như nó có thể tìm được con voi để lót chân, như vậy nó có thể ăn bất cứ loại lá non nào. Nhưng rất tiếc, voi đâu dễ gì bị người ta chà đạp chứ. Nếu con voi giận lên, e rằng con hươu khó mà bước xuống được, thậm chí còn bị con voi giẫm chết bởi đã làm cho nó đau luôn. Đúng là con vật dễ giận thường không có trí tuệ. Nếu như con voi ấy có thể nhường một bước mà hợp tác với con hươu, như vậy thì chúng sẽ nắm quyền kiểm soát cả khu rừng. Sợ sợ cô nương, nước đây. Kiếm thần đại ca, cảm ơn huynh. Thế nào rồi? Là thật, xưa nay Dương sư đệ là người khỏe mạnh, tại sao đến giờ vẫn chưa tỉnh vậy?
Theo như tôi nghĩ, huynh ấy bị bỏng trong lúc lấy kiếm, sau đó liên tục chống trả với bọn họ, cho nên lại càng nặng thêm, đến lúc kiệt sức thì mới ngất đi. Tôi đã cho huynh ấy nuốt huyết bộ này rồi, tại sao vẫn chưa tỉnh dậy? Xem ra chuyện này không đơn giản như chúng ta nghĩ. Cha tôi đã nói, cho dù huynh ấy có thể xông qua Tam Tiêu Huyền Quan, nhưng mà máu của cánh tay Kỳ Lân, một khi đã chảy khắp toàn thân huynh ấy, huynh ấy không thích nghi được, như vậy sẽ chết cháy. Sơ sơ cô nương, cô đừng lo lắng, tôi tin rằng Dương sư đệ sẽ không sao đâu. Chúng ta chờ đợi thêm vài ngày xem thế nào. Sơ sơ cô nương à, chắc cô cũng đã mệt rồi, để tôi thay cô chăm sóc huynh ấy. Hả? Không cần đâu, để tôi được rồi. Các người thấy đó, cho dù huynh ấy đã ngất đi, nhưng vẫn nắm chắc tuyệt thế hảo kiếm ở trong tay của huynh ấy. Cây kiếm này đã liên kết với mạng sống của huynh ấy. Một khi muốn trả thù, chỉ có nắm chắc cây kiếm trong tay, như vậy mới có mạng sống. Nhưng mà huynh ấy lại vì cứu tôi mà bỏ kiếm. Bỏ kiếm như bỏ mạng. Tôi nhất định phải cứu sống huynh ấy. Thì ra, sau cuộc chiến tại làng Phụng Khê, một vị cô nương tên là Mộng đã cứu đệ thoát khỏi cơn nguy, thậm chí còn chữa khỏi cặp mắt mà đệ bị Hùng Bá làm mù. Cô ấy đúng là quý nhân của đệ. Vừa lúc nghĩ lại, đệ và cô ấy gặp nhau y như là một giấc mơ. Những chi tiết nhỏ lúc ở bên cạnh cổ đệ đều nhớ rất rõ, nhưng thường xuyên kèm theo khói mù làm cho đệ cũng không thể phân biệt rõ là thật hay ảo. Đó là vì cô ấy đột nhiên bỏ đi, đệ chưa từng nhìn thấy cô ấy và không có một hình dạng đích thực để cảm kích, để mong nhớ, cho nên mới xảy ra ảo giác như thực chứ ảo. Có đôi lúc đệ nghĩ Mộng là cô tiên nữ, nếu cô ấy bị phát hiện qua lại với người phàm, hay là bị người phàm nhìn thấy mặt, như vậy sẽ phạm luật trời. Cho nên sau khi cổ trị khỏi cho người phàm, lập tức bỏ đi ngay, chẳng để lại chút tin tức gì hết. Cô ấy có phải là tiên hay không ta không rõ lắm, nhưng mà ta có thể khẳng định cô ấy là người hiền lành. Nếu dân gian có thêm chút hiền lành, giảm bớt phần bạo hành, như vậy thế gian sẽ tốt đẹp biết mấy. Có thể quên sự đối lập và thù hận, thay bao dung cho xung đột, sẽ làm cho thế giới này trở nên hiền hòa hơn. Nhưng muốn làm được như vậy thật là khó. Không đâu, đệ và dân sư đệ sẽ làm được. Chứng kiến hai đệ xóa sạch mọi mâu thuẫn, đồng tâm hiệp lực chống lại móng vuốt của Thiên Hà Hội, ta thấy được an ủi nhiều. Sư sư huynh, thực ra dân sư huynh không ngừng cảm thấy áy náy. Ta hiểu. Nếu không thì cậu ấy sẽ không vì ta mà tha cho Hoa Hoa. Vậy huynh có thể tha lỗi cho huynh ấy được không? Tình yêu mà Dương sư đệ dành cho Khổng Tử, ta không thể nào theo kịp. Lòng oán hận của ta đối với cậu ấy đã biến mất từ lâu rồi, sau cái chết của Khổng Tử. Hay lắm, cho Dương sư huynh tỉnh dậy, huynh đệ chúng ta sẽ tổ chức một buổi nói chuyện cởi mở hơn. Như vậy chúng ta sẽ tháo gỡ các mối thắc trong lòng. Được, chúng ta sẽ mang thắc mắc quăng lên chính tầng mây, triệt để phá tan âm mưu mà Hùng Bá định chia rẽ chúng ta. Đại tiểu thư, cô làm vậy là... Đoạn Lãng, quỳnh qua đây uống canh phổi heo cho mát nè. Đại tiểu thư, cô làm vậy tôi không dám nhận đâu. Canh phổi heo này là do tôi nấu đó, có thể nói là đệ nhất thiên hạ nghe. Huynh không nên e thẹn với đàn bà. Nè, nhanh lên uống nóng cho ngon. Lúc xưa ngày nào Diếp Phong cũng uống canh cho tôi nấu hết á. Nếu là vậy thì kính trọng không bằng tuân theo.
Quả nhiên xứng đáng với cái tên đệ nhất thiên hạ, ngon thật đó. Quỳnh thích thì tôi vui rồi. Ngươi là Đoạn Lãng phải không? Tôi là Đoạn Lãng. Được rồi, bây giờ ta cho ngươi hai sự lựa chọn. Một là chết đi ngay, bằng không thì ở lại làm tạp dịch. Ngươi muốn chết hay là muốn làm tạp dịch đây? Đoạn Lãng. Đoạn Lãng. Đại tiểu thư, cô tìm tôi có chuyện gì? Tôi thấy huynh ngồi suy nghĩ một mình đến nỗi ngơ ngác. Tôi sợ huynh nhớ lại chuyện buồn rồi nghĩ chuyện đau buồn thời thơ ấu, cho nên mới đến đây xem sao. Đại tiểu thư, tôi đã bị mồ côi từ thuở nhỏ, cũng may là ban chủ cho tôi đến đây sống nhờ, cho nên tôi mới có chỗ nương tựa. Trong lòng tôi vô cùng mang ơn, làm gì mà có chuyện đau buồn chứ. Về chuyện lúc xưa huynh đi khỏi Thiên Hà hội, tôi đã được nghe nói rồi. Lúc đó huynh có chuyện bất đắc dĩ, đó cũng là lẽ thường tình. Nhưng mà huynh không nên vì tôi là con của Hùng Bá mà không dám thừa nhận chuyện này. Đã là chuyện quá khứ rồi. Lần này tôi quay lại đây góp sức cho Thiên Hà hội, chứng tỏ tôi không còn nghĩ đến những chuyện quá khứ nữa. Vậy thì tôi yên tâm. Hàng ngày cha của tôi đâm đầu vào công việc của ban hội, nay huynh đã về đây góp sức cho cha tôi đúng là không gì vui bằng. Nếu như có một ngày nào đó Diếp Phong cũng chịu quay về. Đại tiểu thơ. Huynh đừng gọi tôi bằng đại tiểu thơ nữa. Huynh là bạn thân của Diếp Phong, tôi cũng xem huynh như bạn thân vậy. Sau này cứ gọi tôi là U Nhược cũng như Diếp Phong vậy.